Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo ảnh bằng AI theo bất kỳ trend tạo ảnh nào đang xu hướng. Nếu mỗi khi thấy một kiểu ảnh nào đó đang trend và bạn thấy thích, thấy muốn làm cho mình một cái giống như vậy, nhưng lại phải lục lọi hay hỏi xin người khác cách làm hay xin câu lệnh, xin prompt, thì đó là do bạn chưa hiểu cách giao tiếp của các công cụ AI như ChatGPT và cách tư duy mà thôi. Sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn mẹo để làm bất cứ kiểu ảnh nào theo mẫu mà bạn thích nhé. Bạn không cần có kỹ năng hay công thức viết câu lệnh gì cầu kỳ hết. Bước đầu tiên đó là khi nhìn thấy bất kỳ kiểu hình hay trend nào bạn thích, hãy lưu hình ảnh đó lại để làm mẫu. Ví dụ như mình thích trend tạo hình như thế này, biến hộp đồ chơi búp bê hóa từ hình chụp có sẵn. Mình sẽ lưu lại một hình mình thích, xong rồi thay vì hỏi xin prompt, tức câu lệnh của người khác, thì bạn hãy hỏi chính các công cụ AI đã tạo ra hình ảnh đó, ví dụ như là ChatGPT. Vào ChatGPT, bấm vào đây để gửi hình đính kèm là hình mẫu bạn muốn sao chép phong cách. Sau đó viết câu lệnh như thế này để ChatGPT phân tích hình và viết lại prompt đã dùng để tạo hình đó. Ngay lập tức, ChatGPT sẽ tự phân tích và gửi cho bạn xem prompt để tạo ra hình. Tiếp theo, mình sẽ bấm upload hình của chính mình lên, rồi viết yêu cầu cho ChatGPT tạo hình theo phong cách tương tự. Nếu bạn muốn thay đổi thêm đồ vật xuất hiện trong hình thì ghi ra, nhắc ChatGPT thay đổi cái tên của bạn luôn. Chờ trong 1-2 phút, ChatGPT sẽ trả lại cho bạn kết quả như thế này. Nếu hình ảnh có điểm gì mà bạn muốn thay đổi thì bấm vào hình và viết yêu cầu. Ví dụ như mình muốn đổi màu và biểu tượng của cuốn hộ chiếu. Tiếp tục chờ trong đôi phút, ChatGPT sẽ sửa hình cho bạn và đây là kết quả. Mình cảm thấy ok rồi thì bấm tải hình xuống. Rồi để bạn rõ hơn về mẹo làm việc này với AI, chúng ta đến thêm một ví dụ tiếp theo với một trend tạo hình ảnh khác là các kiểu hộp kỷ niệm với các nhân vật hoạt hình hóa như thế này. Bạn từng nhìn thấy mẫu hình nào mà bạn thích thì lưu hình đó lại. Sau đó bấm đính kèm hình ảnh đó cho ChatGPT và đưa ra câu lệnh: hãy viết lại cho tôi prompt đã dùng để tạo ra ảnh này. ChatGPT sẽ phản hồi, phân tích và cung cấp prompt cho bạn. Bạn có thể tự sửa lại prompt này hoặc cách nhanh hơn là tự gửi lên tấm ảnh chụp mà bạn muốn chuyển đổi. Sau đó kèm thêm yêu cầu ChatGPT tự sửa lại prompt mới để thay đổi nhân vật theo hình bạn gửi. Nếu bạn muốn thêm chữ, thêm chi tiết hay thay đổi bối cảnh thì bạn dặn dò ChatGPT luôn. Bấm gửi câu lệnh, ChatGPT sẽ tự viết lại prompt mới cho bạn. Nó còn tự hỏi lại bạn có muốn dịch prompt sang tiếng Việt hay muốn tạo ảnh luôn không? Mình sẽ nói nó tạo ảnh đi. Sau đó đợi trong vài phút và đây là kết quả. Như bạn thấy, kết quả mô tả khá giống quần áo trang phục của ảnh chụp mình đã gửi. Nếu bạn muốn thay đổi thêm chi tiết nào của kết quả thì bấm vào hình, sau đó yêu cầu ChatGPT chỉnh sửa theo ý bạn nhé. Thêm một ví dụ tiếp theo với một trend tạo hình khác. Đây là kiểu nhân vật hoạt hình hóa với mô hình thu nhỏ kết hợp với workspace, không gian làm việc cá nhân theo đặc trưng nghề nghiệp của bạn. Mình sẽ lưu lại một hình mẫu mình thích. Sau đó vào ChatGPT, tải hình đó lên. Ra lệnh ChatGPT quan sát và nói tôi muốn làm phong cách này nhưng với hình ảnh, nghề nghiệp và tên của tôi. Ngay sau đó, ChatGPT sẽ tự phân tích hình ảnh và hỏi các thông tin bạn cần cung cấp tiếp theo. Giờ bạn chỉ cần bấm tải lên hình chân dung của bạn, cung cấp tên, nghề nghiệp, nhắc nhở ChatGPT hay thêm yêu cầu về hình ảnh nếu cần. Chờ một chút và đây là kết quả. Như bạn thấy, ChatGPT đã tạo hình rất giống với phong cách gốc, nhưng đã thay đổi trang phục, thay đổi không gian căn phòng và đồ vật rất phù hợp với nghề nghiệp của bạn. Một vấn đề đối với ChatGPT đó là đôi khi kết quả tạo ra mô tả khuôn mặt không giống với khuôn mặt của bạn cho lắm. Cách khắc phục đó là bạn có thể dùng các công cụ hoán đổi gương mặt bằng AI để làm cho kết quả giống với bạn hơn. Có rất nhiều công cụ AI cho phép bạn dùng tính năng hoán đổi gương mặt. Ví dụ hiện tại có một số công cụ phổ biến thường được sử dụng như sau. Các công cụ này hầu như là miễn phí, bạn dùng cái nào cũng được. Ví dụ mình sẽ thử dùng Shaker AI. Trong trang web của Shaker AI, bạn hãy đăng ký tài khoản và đăng nhập. Sau khi đăng nhập, ở trang chủ, hãy tìm công cụ Face Swap và bấm vào. Một cửa sổ mới được mở ra. Ở mục hình gốc, bạn sẽ bấm để tải lên hình mà ChatGPT đã tạo cho bạn. Ở mục bên dưới, bạn sẽ tải lên hình khuôn mặt của chính bạn mà bạn muốn hoán đổi. Sau đó bấm Generate để tạo ảnh. Chờ trong giây lát và đây là kết quả của bạn. Theo mình thấy thì so với các công cụ khác thì Shaker AI là công cụ rất mạnh trong việc hoán đổi chi tiết khuôn mặt. Nhưng nếu như bạn hết lượt sử dụng miễn phí ở Shaker AI thì bạn có thể thử các công cụ Face Swap khác. Cách thức làm nó cũng giống như vậy thôi à. Vừa rồi mình hướng dẫn các bạn mẹo tạo ảnh theo trend bất kỳ bằng AI mà không cần phụ thuộc vào prompt phức tạp, không cần kỹ năng hay công thức viết câu lệnh cầu kỳ.
Nếu thực hiện thành công hay có thắc mắc hay cần hướng dẫn các chủ đề có liên quan, bạn hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.